Mà má bị gì vậy? Bác sĩ ơi, nhức răng lắm. Trời ơi, cái này còn ở dơ hơn là hổ hồi nãy nữa đó. Đó, thấy bốn cái răng bác sĩ niền không? Nó đã thẳng lại rồi đó, nó không còn nằm lệch nữa. Đó đó, cái răng đang xoay kìa. Chào mừng các bạn đến với kênh KM Channel. Ui các bạn ơi, đây là một cái bệnh viện. Ôi có hổ và hà mã đang ngồi chờ bác sĩ tới kìa. Mời hổ vào trong. Ui bác sĩ kêu mình rồi, hầm vô đi mấy bạn ơi. Sao hổ bị gì vậy? Đâu đâu há miệng ra cho bác sĩ Lucy coi coi. Ôi trời ơi, hổ ăn cái con gì mà mắc xương nè, rồi dính tùm lum tà la trong này vậy? Hổ mới ăn con chuột á. Trời, mấy bạn nhìn kìa, hổ ăn xong hổ không có đánh răng nên nó dính vô cái răng nhìn dơ quá nè. Rồi để bác sĩ đánh răng cho. Bác sĩ ơi, nhức răng quá, bị đau đau đau. Rồi được rồi, ngồi im ngồi im, để bác sĩ Lucy kiểm tra cho. Hôm nay Lucy sẽ thử thách làm bác sĩ, mà không biết có khám được không đây nữa. Ơi đỡ đau chưa? Ủa mà bác sĩ mới chích cái gì vậy? Mới chích thuốc tê, răng này hư hết rồi phải nhổ ra. Vậy là mất luôn, mất tiêu luôn cái răng hả bác sĩ? Đúng rồi, tại không chịu đánh răng nên con sâu nó đã ăn làm hư hết mấy cái răng rồi. Cũng may đây là răng sữa cho nên bác sĩ sẽ giúp cho. Bác sĩ sẽ gắn đỡ mấy cái này vô để làm giả bộ làm cái răng để cho hổ ăn được. Nhưng mà nhớ từ rày sau đánh răng kỹ nha không. Ê, cảm ơn bác sĩ. Nhưng mà còn hai cái này nữa, nó vàng thè, đánh răng nó cũng không có trắng được. Đâu đâu, để bác sĩ cà thử coi. Ồ, cái máy cà của bác sĩ xịn quá vậy, cái răng trắng luôn rồi kìa. Chứ sao? Rồi nhớ về ăn xong là phải đánh răng không? Tối đi ngủ cũng phải đánh răng rồi mới được đi ngủ. Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ. Ôi, sao, thấy sao rồi hổ? Ôi bác sĩ Lucy hay lắm, vô đi hà mã. Để mình vô. Đây là hà mã hả, há miệng ra coi. Hà mã bị gì vậy? Bác sĩ ơi, nhức răng lắm. Trời ơi, cái này còn ở dơ hơn là hổ hồi nãy nữa đó. Cái răng không có chỗ nào mà sạch hết trơn vậy. Bác sĩ ơi, có cứu được không bác sĩ? Rồi, để bác sĩ cố gắng nha. Trời ơi, ô kìa, có ba cái chỗ này nó dính cứng ngắc luôn, không đánh răng ra được luôn nè. Phải dùng cái máy này để bắn nó mới được. Cái này là nó bắn nước vô, bắn mạnh lắm, để nó văng ra đó. Còn ba chỗ này thì sao bác sĩ? Tao đều bác sĩ kiểm tra coi. Ồ, phải dùng cái máy để cạo ra. Rồi. Ôi nhưng mà nó còn đau. Rồi để bác sĩ dùng cái máy để kiểm tra thử nha. Để bác sĩ chụp hình thử nè. Ôi trời ơi, cái răng này bị hư rồi. Wow, nó sưng mủ lên rồi kìa. Phải hút ra mới được, nếu không là nó sẽ nhức lắm. Bây giờ bác sĩ phải chích thuốc tê vô cho đỡ đau. Rồi sao nữa bác sĩ? Rồi sau đó mình sẽ lấy cái mũ này ra. Nếu không lấy á, nó sẽ làm nhức hoài luôn á. Trời ơi, mũ nó chảy ra kìa. Đúng rồi, cái chỗ sưng nó xẹp rồi đó. Là do cái mũ này nè, nên để bác sĩ lau lại đã. Trời ơi, quá trời luôn à. Ôi nhưng mà bây giờ dưới răng nó bị cày một đường dài luôn. Không sao, bác sĩ sẽ thoa thuốc lại cho. Wow, hay quá, nó hết bị chạy luôn rồi, cái răng cũng hết sưng luôn rồi nè. Hay quá vậy bác sĩ. Sao, thấy còn đau không? Yeah, hết đau rồi.
Vậy thì có hứa gì với bác sĩ Lucy không nè? Dạ hứa. Là về sau sẽ đánh răng thường xuyên. Rồi mời bệnh nhân tiếp theo. Ôi mình lo quá mấy bạn ơi. Không biết bác sĩ có làm đau không nữa. Không sao không sao, gấu cứ vô đây đi. Dạ, chào bác sĩ Lucy. Rồi bây giờ há miệng ra cho bác sĩ kiểm tra. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Răng bả bị xéo rồi, nghiêng qua nghiêng lại. Rồi còn ở dơ, còn dính tùm lum tà la nữa chứ. Không không không, còn nhiều cái để chữa quá. Đầu tiên bác sĩ sẽ làm cho răng nó sạch lại đã. Bao lâu rồi gấu không đánh răng vậy hả? Dạ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Không đúng, cái này không phải 3 ngày đâu. 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. Ôi nhiều quá, đếm không hết bác sĩ ơi. Trời, thấy chưa, bác sĩ nói rồi mà. Người ta 1 ngày đánh răng 2-3 lần luôn. Còn gấu hả, 7 ngày gấu không chịu đánh răng là sao? Ồ, xin lỗi bác sĩ. Ai, để bác sĩ dùng nghiệp vụ để chữa cho. Rồi bây giờ cái răng đã trắng rồi đó. Nhưng mà có ai có răng mà méo qua méo lại vậy không? Ồ, đẻ ra đã bị vậy rồi bác sĩ ơi. À, được rồi, bây giờ bác sĩ sẽ niền cái răng lại cho nó ngay ngắn. Cái niền răng này hay lắm, nó sẽ làm cho cái răng mình á nó ngay ngắn lại, không bị méo qua méo lại đâu. Đó, thấy 4 cái răng bác sĩ niền không? Nó đã thẳng lại rồi đó. Nó không còn nằm lệch nữa. Đó đó, cái răng đang xoay kìa. Ồ, nó quay lại đúng vị trí rồi đó. Rồi, hàm dưới đã xong. Bây giờ mình làm hàm trên nè. Hai cái nó sẽ kéo lại với nhau cho nó ngay lại. Nó không còn méo qua méo lại nữa nha. Đây gọi là niền răng. Rồi, mấy cái răng này ngay ngắn. Còn hai cái nữa. Tiếp tục nữa nè. Rồi, ok luôn. Đẹp rồi đó. Nhưng mà mình niền răng bao lâu mới tháo ra? 1 năm hoặc 2 năm. Để coi lúc khi nào mà răng của gấu á bình thường trở lại thì bác sĩ sẽ tháo mấy cái này ra. Yeah, cảm ơn bác sĩ Lucy. Rồi, mời bệnh nhân tiếp theo. Ủa trời, vết bịt bị sao mà phải quấn cái khăn ngay đầu dữ vậy? Ôi, nhớ qua bác sĩ ơi. Bác sĩ Lucy, cứu. Nhức răng quá, nhức răng nó làm đau đầu luôn à. Chuyện gì vậy? Nè bác sĩ nhìn nè. Trời đất ơi, cái gì mà xương cá quá trời luôn vậy? Tại hôm qua vịt ăn cá rất là nhiều luôn mà không chịu nhả xương. Hả? Ăn cá là nó có xương, mình phải nhả ra chứ. Không nó móc vô răng vậy nè. Ủa phải nhả xương ra hả bác sĩ? Vịt toàn là ăn luôn xương không à? Thôi, xương là mình phải nhả ra. Không thì nó sẽ dính vô răng của vịt như vậy nè, thấy chưa? Mẹ chưa có dĩ nên vịt không có biết. Rồi. Để bây giờ bác sĩ cứu cho. Rồi. Ôi, mấy cái lỗ gì trên cái răng vậy bác sĩ? Mấy cái lỗ này là con sâu nó cắn đó. Cái răng bình thường nó sẽ màu trắng, còn khi con ra sâu nó cắn thì nó sẽ thành một cái lỗ giống vậy đó. À, vậy là hư cái răng rồi. Đúng rồi, nên bây giờ bác sĩ sẽ dùng phương pháp đó là trám răng. Trám răng là sao bác sĩ? Nè nhìn đây, đầu tiên bác sĩ sẽ làm sạch trong đó. Bắt hết mấy con sâu ra. Sau đó bác sĩ sẽ khoan. Bác sĩ sẽ cho một cái chất vào trong đây cho nó đầy cái răng lại, bít lại, mình không cho con sâu chui vô cái lỗ này nữa. Nhưng mà như vậy là răng đã bị hư rồi đúng không bác sĩ? Đúng rồi, cho nên á mình phải đánh răng, đừng để con sâu nó cắn cái răng mình như vậy nữa, để cái răng bị thương rồi nè, bị hư rồi đó. Bây giờ bác sĩ chỉ cứu tạm thời thôi chứ cái răng cũng đâu được bình thường như những răng khác đâu, thấy chưa? Dạ. Trời ơi, sao cái máy này nó kẹt ở đây hoài, nó phun vô hoài vậy ta? Cứ kẹt nó đi, nó bị kẹt lại rồi.
bác sĩ sẽ cám lại, cho nó phủ lên nhìn cho nó bình thường nha, chứ thật ra nó đang bị hư rồi đó. Trời ơi, nhẹ nhàng quá, hết đau rồi. Hồi nãy nó đau quá làm bị nhức đầu luôn nè bác sĩ. Đúng rồi, vậy nhớ sao? Dạ, từ đây về sau ăn cá phải nhả xương và đánh răng thường xuyên. Dạ, giỏi. Rồi, hết giờ khám rồi. Phòng khám của bệnh viện Grand Channel, bác sĩ Lucy đóng cửa lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.